thấp nhiều. Gửi cho con làm đoàn quân Nguyễn Huệ tiến về giải phóng Tây Đô. Anh ơi, quân thù đài đò em trong cảnh đời ô nhục hối tanh, chung biến em thành lỗ thiêu đâm bám quanh ngọn đèn xanh truy la. Nay anh về cùng em á bán dệt mùa xuân, và tặng em bông hồng cài lên ngực áo, rồi dẫn đoàn quân đi truy lùng bọn giặc, em làm cô tử về dài quằn lưng đau khổ. Nay đứng lên làm chủ phố phường, em bé thân yêu anh. Giữa đạn bom của quân thù, em hiện thân ngọc trai đi phù đổng, mà xông ra đường tiếp tay chân u chu, làm chướng ngại cản xe tăng. Giặc Mỹ giả vang ném bom đốt chùa Đô Phu, nhà sư cầm dao đi bắt chúng phải đợi. Tự do phải đổi bằng xương máu, mất mát hy sinh cho đất nước huy hoàng. Rồi hôm nay ta xây lại phố phường tươi đẹp, rực ngắn cờ hồng chào đón những mùa xuân. Đây là sản phẩm của cộng đồng được chung tay kết nối từ những trái tim tấm lòng. Gần 1.300 người góp mặt vào MV Tiến Quân Ca. Đó là nghệ sĩ, là cựu chiến binh, là thiếu niên, nhi đồng. Và đó chính là lời khẳng định về tinh thần đoàn kết của những người con đất Việt. Và cái thông điệp chính đó là kêu gọi tình đoàn kết, sự yêu chuộng hòa bình. Thôi thúc, hình ảnh quê hương, đất nước đan xen với màu cờ sắc áo. Là người Việt Nam, dù ở bất kỳ nơi đâu, cũng hát vang đầy tự hào. Đó là khát vọng, là ý chí dân tộc, là ngọn lửa bùng cháy trong tim mỗi người. Cùng với những ca khúc về biển đảo đang được mọi người quan tâm trong thời điểm này, thì Tiến Quân Ca đã thực sự lan tỏa, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, kêu gọi tinh thần yêu nước, tình đoàn kết, luôn hướng đến sự hòa bình, hữu nghị, tiến lên, cùng tiến lên, bước non Việt Nam ta. Bắn đi, bắn nó mất rồi, em bắn, cứ mất rồi bắn. Lá chuối cao mẹ gói bánh thật nhiều, gửi cho con làm đoàn quân Nguyễn Huệ tiến về. Cờ hồng chào đón những mùa xuân. Đây là sản phẩm của cộng đồng được chung tay kết nối từ những trái tim tấm lòng. Gần 1.300 người góp mặt vào MV Tiến Quân Ca. Đó là nghệ sĩ, là cựu chiến binh, là thiếu niên, nhi đồng. Và đó chính là nhóm mà xông ra đường tiếp tay chân u chu, làm chướng ngại cản xe tăng. Giặc Mỹ giả vang ném bom đốt chùa Đô Phu, nhà sư cầm dao đi bắt chúng phải đền. Độc lập tự do phải đổi bằng xương máu, mất
mát khi sinh cho đất nước huy hoàng. Rồi hôm nay ta xây lại phố phường Tây Đề, rước ngàn con giặc em làm cô tớ về quê. Dài quằn lưng đau khổ, nay đứng lên làm chủ phố phường, em bé thân yêu ơi. Giữa đảng bom của quân thù, em hiện thân ngọc trai hay phù đồng giải phong Tây Đô. Anh ơi, quân thù đài đò em trong cảnh đời ô nhiều khói tanh, chung bên em thành lỗ thiêu đâm bám quanh ngọn đèn xanh. Truy là nay anh về cùng